nhắc chân được đúng không? Được. Thống nhất được, rồi, bác sĩ hiểu rồi. Nhìn thấy thế rồi, được, thống nhất chân được. Bây giờ thì tao lăn không? Tao lăn hay tao chân? Không đau. Tao thì yếu rồi đúng không? Dạ. Mà giờ nó sẽ tỉnh táo. Đỡ. Mới làm sao này, đi chăm cứu à hay là như này? Chăm cứu à? Bác sĩ cáo cái này có cảm giác không? Có. Có cảm giác đúng không? Cái này. Có. Chỗ này có cảm giác không? Không. Cái này? Có. Chỗ này có không? Có. Chỗ này? Có. Co lại ngón chân đi xem. Vấy ngón chân đi. Vấy ngón chân. Vấy mảnh một chút. Này không được, chỉ được hai cái ngón đây à. Vấy hết tất cả đi được không? Mảnh chân là Không được, chỉ được như này. Chỉ được hai chân này thôi. Chị quay là bán chân thôi. Thôi. Chị quay. Rồi. Chỉ được hai chân, hai ngón thôi à? Ừ. Hai ngón nó lên chân lên chân lên được không? Từ lên cao chân lên. Chân lên nhấc chân cao lên. Nhấc nó khó. Tao không? Không. Chỗ này. Tao không? Tao nhiều không? Tự lên chân lên chân lên được không? Tự nâng một cái chân trái. Tự nâng chân trái. Chân này, chân này. Thích tập chân này. Chân phải khỏe hơn. Rồi, ok. Cái này có nghĩa là... có bị bệnh khác không? Huyết áp cao không? Tiểu đường không? Không bị huyết áp, không bị tiểu đường không? Thế ta mất bệnh trước ta béo được thế rồi hay là sau khi bệnh thì bị béo lên? Trước sau khi bệnh béo sau khi bệnh thì béo lên đúng không? Sau khi béo lên lần trước là não có vấn đề không, trục não vì sao không, cái xây bị máu não đúng không? Không bị đúng không? Không bị máu não đúng không? Không. Mình đang mất là vẫn là không bình thường. Đấy, hôm nay phải có hai người dìu nách hai bên bác nhá. Đến lúc mà khỏi em từ đưa lại bọn đi ra sang thì lúc đấy thì video cho bác xem. Bỏ kính ra đi, em vẫn bỏ kính ra đi. Phòng vô trùng.
Ta phải hên nè. Mặt nghiêng là nó mát. Nằm úp hẳn xuống. Vững ơi. Nằm úp là khó, bắt là một to nằm nghiêng như này đó. Nằm nghiêng thế là được. À? À. Không cần phải úp nữa. Không cần. Hai chân có bị tê bì không? Không tê bì. Không tê bì không tao đúng không? Chỉ là yếu thôi đó. Phải chụp như thế này. Ok. Từ từ. Ok. Hay nước mũi đi. Hay nước mũi đi. Ok. Ô thứ ba. Ô cuối cùng. Ô cuối cùng. Thứ ba bên này. Rồi. 40 độ. Tăng lên như này. Tăng bao nhiêu? Tăng lên 60. Cầm bật chặt tay đi, không cần dưỡng tay. Ok. Thấp. Màu xanh xanh. Tao không chế? Tức tức thôi nha. Tức quá à. Tức chỉ có tác dụng nha. Không không có, không tao không giác thì ok. Hơi tức tức mà thì làm sao nha. Có sống chân không? Tê chân không? Hết rồi đó. Nằm đây kiên nhẫn 20 phút nha. Trường hợp của chị Thủy này là nặng. Nặng hơn so với các trường hợp khác. Nên là bác sĩ làm rất là cẩn thận đấy. Chị yên tâm nhá, bác làm cẩn thận lắm. Bây giờ vẫy được 5 ngón rồi anh Văn này. Đấy. Bác vẫy lại đi xem nào. Đấy, 5 ngón nhúc nhích rồi đấy. 5 ngón nhúc nhích từ đây này, lúc nãy có mỗi người 2 ngón đầu à? Đây này, tôi 2 ngón đầu đây. Lúc nãy 2 ngón này vẫy vẫy nhỉ? Vẫy bây giờ vẫy rồi. Vẫy vẫy mạnh đi. Nó phải lưu thông ạ. Đấy, đó là ok. Về nhà thầm xin vẫy thế nhá.